GSGO xin được chào các bạn. Suốt từ hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20 trở về trước, Nhật và Mỹ chưa từng có ý định gây chiến với nhau. Thậm chí có rất nhiều thời điểm họ là những đồng minh thân cận. Các nước duy trì quan hệ tương đối, thậm chí khá thân thiết sau đó. Từ đầu năm 1879 và tiếp tục trong hầu hết 4 thập kỷ đầu của những năm 1900, các chính khách có ảnh hưởng lớn đến Nhật Bản như hoàng tử Ieyasu Tokugawa và nam tước Eiichi Shibusawa 1840-1931 đã lãnh đạo một phong trào lớn trong nước và quốc tế của Nhật ủng hộ thiện chí và tôn trọng lẫn nhau với Hoa Kỳ. Tình bạn của họ với Hoa Kỳ bao gồm quan hệ đồng minh với 7 vị tổng thống Hoa Kỳ gồm Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Taft, Wilson, Harding, Hoover và Franklin Roosevelt. Nhật Bản thừa nhận quyền kiểm soát của Mỹ đối với Hawaii và Philippines và Hoa Kỳ đã đáp lại tương tự với Triều Tiên. Thậm chí hai nước là đồng minh thân cận chống lại Đức trong Thế chiến I. Thế nhưng, chỉ sau khi hai nhà ngoại giao và các nhà nhân đạo tài giỏi nói trên của Nhật Bản qua đời, các chiến binh Nhật Bản mới có thể gây áp lực buộc chính phủ Nhật tham gia với phe trục trong Thế chiến thứ hai. Bắt đầu từ năm 1931, căng thẳng leo thang. Nhật Bản và Hoa Kỳ đều nhận thức được nguy cơ chiến tranh giữa hai bên do sự đáp trả bằng cấm vận và trừng phạt với mức độ tăng dần từ phía Hoa Kỳ. Cả hai phía đều duy trì kế hoạch lâu dài, phòng hờ cho một cuộc chiến tranh nổ ra tại Thái Bình Dương. Cho dù sự căng thẳng trong mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu leo thang cho đến tận khi Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu vào năm 1931. Năm 1940, Nhật Bản tiến hành xâm chiếm Đông Dương nhằm ngăn chặn các con đường tiếp tế đến được Trung Quốc, đồng thời cũng là một bước đi đến việc sở hữu các nguồn tài nguyên ở Đông Nam Á. Điều đó khiến cho Mỹ đã áp dụng lệnh cấm vận đối với Tokyo để đáp trả hành động xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản. Sau khi các lực lượng Nhật Bản xâm lược Đông Dương thuộc Pháp vào tháng 6 năm 1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã ban lệnh cấm xuất khẩu sắt, thép và dầu sang Nhật Bản. Đế chế Nhật Bản ở Thái Bình Dương tồn tại phụ thuộc vào dầu mỏ và Nhật Bản phải nhập đến 80% lượng dầu từ Mỹ. Vào thời điểm đó, Tokyo có khoảng 200 triệu lít dầu dự trữ, chỉ đủ để duy trì đế chế trong khoảng một năm. Có một nguồn cung cấp dầu thuận tiện hơn mà Nhật Bản đang hướng tới là thuộc địa Đông Ấn Hà Lan. Khi Vương quốc Anh bị trói buộc trong cuộc chiến với Đức Quốc xã, còn Hà Lan thì đã bị chiếm đóng, Nhật Bản có thể sử dụng nguồn dự trữ dầu hiện có của họ, nắm bắt các giếng dầu quan trọng với điều kiện là Tokyo buộc phải kéo Washington tham chiến. Do đó, Nhật Bản bắt đầu xem xét một lựa chọn quân sự để làm tê liệt quân đội Mỹ ở Trân Châu Cảng, đủ nhanh để Mỹ không kịp trở tay và đủ lâu để đảm bảo các giếng dầu của Hà Lan bị ngó lơ. Hơn nữa, việc chuyển hạm đội Thái Bình Dương từ căn cứ trước đây ở San Diego đến các căn cứ mới ở Trân Châu Cảng được giới quân sự Nhật Bản xem là Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tiềm tàng giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, Nhật Bản từ lâu cũng thấy được Trân Châu Cảng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ ở giữa Thái Bình Dương là một chuỗi đảo dài nối tiếp nhau theo hướng từ Tây Tây Bắc sang Đông Đông Nam, có diện tích tổng cộng gần 17.000 km2. Lớn nhất là đảo Hawaii với diện tích là trên 10.000 km2, nhưng quan trọng nhất lại là đảo Oahu với diện tích trên 1.500 km2. Cũng trên bờ biển phía nam của đảo đó là căn cứ chính của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ kể từ năm 1940. Do vị trí gần như ở giữa vùng Bắc Thái Bình Dương, Trân Châu Cảng vừa là căn cứ chỉ huy, căn cứ hậu cần, là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa các chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương. Từ căn cứ này, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ có thể tung sức mạnh của họ khống chế toàn bộ vùng Bắc Thái Bình Dương bằng các lực lượng tàu nổi, tàu ngầm và không quân của hạm đội. Nếu như đối với Hoa Kỳ, Trân Châu Cảng và Midway là hai bàn đạp quan trọng nối tiếp nhau để vươn sang lục địa châu Á, thì đối với Nhật Bản, Trân Châu Cảng là bàn đạp để tiến đến Hoa Kỳ và toàn bộ lục địa Bắc Mỹ. Thêm nữa, nơi đây có điều kiện tự nhiên lý tưởng để bảo vệ hạm đội chống lại mọi sự tấn công từ bên ngoài. Việc bố trí phòng thủ ở cảng hết sức cẩn mật với một hệ thống lưới thép đặc biệt chống ngư lôi và tàu ngầm. Ngoài Trân Châu Cảng ra, hạm đội có một căn cứ khác là cảng Lahaina trên đảo Maui, một đảo nằm ở khoảng giữa Oahu và Hawaii. Tuy nhiên, vào những năm 1941-1942, lục quân và hải quân Nhật Bản không có tham vọng đánh chiếm hoàn toàn quần đảo này như họ đã làm với quần đảo Midway. Theo toan tính,
Nếu có trận tấn công Trân Châu Cảng, Nhật Bản sẽ chỉ đủ sức làm tê liệt hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian vừa đủ để họ có thể giành tay đánh chiếm toàn bộ vùng bờ biển và các quần đảo Tây Thái Bình Dương, uy hiếp Ấn Độ và Australia, đẩy lùi ảnh hưởng của Hoa Kỳ khỏi châu Á và chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ trong một thế cân bằng chiến lược mới ở đại dương rộng nhất thế giới này, tiến tới hiện thực hóa học thuyết Đại Đông Á. Về bản chất, khối thịnh vượng chung Đại Đông Á là một khẩu hiệu được chính phủ và quân đội đế quốc Nhật Bản đề xướng trong thời kỳ chiêu hòa, thể hiện khát vọng tạo ra một khối các quốc gia châu Á do Nhật Bản lãnh đạo và không phụ thuộc sức mạnh phương Tây. Khẩu hiệu này được Thủ tướng Fumimaro Konoe trong một nỗ lực nhằm tạo ra một Đại Đông Á bao gồm Nhật Bản, Mãn Châu Quốc, Trung Quốc và một phần Đông Nam Á, với mục tiêu, theo bộ máy tuyên truyền của chính quyền là thiết lập một trật tự thế giới mới nhằm tìm kiếm sự thịnh vượng chung cho các quốc gia châu Á, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và hòa bình và hoàn toàn không lệ thuộc vào chủ nghĩa thực dân và thống trị của phương Tây. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một trong những khẩu hiệu và khái niệm được dùng để biện hộ cho sự xâm lược của Nhật Bản tại Đông Á từ thập niên 1930 cho đến hết Chiến tranh Thế giới thứ hai. Và thuật ngữ khối thịnh vượng chung Đại Đông Á ngày nay chủ yếu được xem là bức bình phong cho sự quản lý của người Nhật tại các quốc gia chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trong đó, chính quyền bù nhìn phải vận động người dân và nền kinh tế trong nước phục vụ cho lợi ích của đế quốc Nhật Bản. Sau này, ý nghĩa tiêu cực khi nhắc đến cụm từ Đại Đông Á vẫn là một trong những khó khăn tại các hội nghị Đông Á hàng năm, bắt đầu từ năm 2005 để bàn thảo về khả năng thiết lập một cộng đồng Đông Á mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Sau khi tìm hiểu về vị trí trọng yếu của Hawaii, Ban Tham mưu Hải quân Nhật đã nghiên cứu một cách sâu sắc sự kiện Anh quốc tấn công hạm đội Ý tại cảng Taranto vào năm 1940. Sự kiện này đã được tận dụng triệt để nhằm lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở Trân Châu Cảng. Kế hoạch sơ thảo cho một cuộc tấn công đó nhằm tiến quân vào khu vực phía nam đảo, được bắt đầu ngay từ đầu năm 1941 dưới sự đỡ đầu của đô đốc Yamamoto, lúc đó đang là tư lệnh của hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Công việc lên kế hoạch toàn diện được tiến hành vào đầu mùa xuân năm 1941, chủ yếu là do Đại tá Minoru Genda thực hiện. Trong những tháng tiếp theo, phi công được huấn luyện, trang bị được cải tiến và thông tin tình báo được thu thập. Cho dù có những sự chuẩn bị như vậy, thì kế hoạch tấn công chỉ được Thiên Hoàng Chiêu Hòa phê chuẩn và cho phép chính thức vào ngày 1 tháng 12. Đến cuối năm 1941, các căn cứ và cơ sở quân sự Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động và xung đột giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là điều mà nhiều quan sát viên đã nghĩ đến. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ đã hoài nghi việc Trân Châu Cảng sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên trong một cuộc chiến tranh với Nhật Bản. Họ cho là Philippines sẽ bị tấn công trước tiên và do niềm tin sai lầm rằng Nhật không có khả năng tung ra hai chiến dịch tấn công hải quân chủ lực cùng một lúc. Thấy rõ được sự chủ quan khinh địch đến từ Hoa Kỳ dẫn đến tương lai không mấy tốt đẹp. Cuộc tấn công có nhiều mục đích chính. Trước tiên, người Nhật hy vọng nó sẽ tiêu diệt các đơn vị của hạm đội Hoa Kỳ và do đó ngăn cản hạm đội Thái Bình Dương can thiệp vào việc Nhật chinh phục Đông Ấn. Kế tiếp, đó là cách người Nhật tranh thủ thời gian để củng cố vị thế của họ và tăng cường sức mạnh hải quân. Cuối cùng, nó được chủ tính sẽ là một đòn mạnh giáng vào tinh thần của người Mỹ, có thể gây nản lòng, cho phép Nhật tiếp tục chinh phục Đông Nam Á mà không bị can thiệp. Đặt mục tiêu chính vào những chiếc thiết giáp hạm là một cách đánh vào tinh thần, vì chúng là niềm tự hào của mọi lực lượng hải quân vào thời điểm đó. Với những suy nghĩ ấy, Yamamoto dự định phải tìm kiếm và tấn công hạm đội Thái Bình Dương, bất cứ nơi nào có thể tìm gặp tại Thái Bình Dương. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1941, cuộc diễn tập trên sa đồ đã đưa ra giả định lực lượng phòng thủ khi được báo động sẽ có thể đánh chìm hai tàu sân bay của Nhật và làm hư hại thêm hai chiếc nữa. Đó là tất cả sức mạnh mà Bộ Tổng Tham mưu Hải quân Nhật dự định tung ra cho chiến dịch này. Bên cạnh đó, Đô đốc Yamamoto cũng cảnh báo các nhà quân phiệt Nhật Bản rằng ông chỉ có thể duy trì chiến thắng trong vòng 6 tháng, nếu quá thời gian dự tính thì khả năng phòng vệ lẫn đáp trả là khá thấp. Dù sao mọi việc đã lên tới đỉnh điểm, Yamamoto cũng phải đưa ra quyết định tiếp tục tiến hành và bắt đầu triển khai chiến dịch. Vậy thì thời điểm tấn công là khi nào? Sau khi cân nhắc thông tin tình báo, các quan chức Nhật Bản quyết định lựa chọn giờ G là vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 1941. Vì vào sáng Chủ nhật, nhiều lính Mỹ sẽ đến nhà thờ, sẽ mất thời gian chạy đến vị trí chiến đấu để thực hiện phòng thủ, tấn công đáp trả lực lượng Nhật Bản. Thêm nữa, vào cuối tuần thì binh sĩ Mỹ thường nghỉ ngơi, thư giãn và ít đề phòng hơn những ngày khác. Thời điểm đã có, tiếp theo là chuẩn bị lực lượng, điều tối quan trọng cho cuộc chiến không khoan nhượng này.
Ở phía tấn công, lực lượng Hải quân Nhật Bản tham gia với 6 tàu sân bay của 3 hạm đội 1, 2 và 5, bao gồm Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Sukaku và Zukaku. Thêm nữa là lớp vệ tinh vô cùng dày đặc với 2 thiết giáp hạm, 9 tàu khu trục, 3 tàu tuần dương, 8 tàu chở dầu và thêm nữa là 28 chiếc tàu ngầm các loại. Cũng không thể thiếu hàng tấn công vô cùng quan trọng với 414 chiếc máy bay, trong đó có 3 loại chủ chốt tham gia trận tập kích với khoảng 350 chiếc, bao gồm 78 chiếc tiêm kích Mitsubishi A6M kiểu 11 hay còn gọi là Zero, được trang bị một súng máy 20mm và 2 bom 60kg dưới cánh. 129 máy bay Nagajima B5N kiểu 97 hay còn gọi là Kate, được trang bị một bom 250kg dưới thân và 2 bom 60kg dưới cánh. 143 máy bay ném bom bổ nhào Aichi D3A kiểu 99 hay còn gọi là VAR, được trang bị một ngư lôi MK91 457 ly hoặc một quả bom 800kg dưới thân. Ở phía đối diện, mặc dù không được phô diễn sức mạnh thì hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thực sự là hạm đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, với 8 thiết giáp hạm, 8 tàu tuần dương, 1 thiết giáp hạm phi vũ trang, 30 tàu khu trục, 4 tàu ngầm và 49 loại tàu các loại. Với lực lượng không quân của họ bao gồm khoảng 390 chiếc máy bay. Việc bảo vệ hạm đội và toàn bộ quần đảo có một lực lượng lục quân gồm 43.000 binh lính và sĩ quan, trong đó có 35.000 người đóng tại Oahu. Lực lượng này được trang bị các vũ khí rất hiện đại. Trên đảo Oahu có 5 sân bay và quan trọng nhất là sân bay Hickam ở ngay gần Trân Châu Cảng và sân bay Wheeler ở phía bắc đảo. Với lực lượng hùng hậu, Hoa Kỳ tự tin phòng thủ chủ động hay đáp trả lại bất cứ đối thủ nào động vào. Trong một bản báo cáo đệ trình Tổng thống Franklin Roosevelt vào ngày 24 tháng 4 năm 1941, Bộ trưởng Quốc phòng Henry Stimson và Tổng tham mưu trưởng Lục quân George Marshall nhất trí khẳng định rằng nhờ sự phòng thủ vững chắc của mình, nhờ những lực lượng đồn trú, nhờ những đặc điểm của thiên nhiên, đảo Oahu có thể coi là pháo đài mạnh nhất thế giới. Nếu chơi sạch thì trên thực tế Nhật khó lòng làm khó được lực lượng cứng cựa này đến từ Mỹ. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1941, một lực lượng đặc nhiệm của Nhật Bản Kido Butai hay còn gọi là lực lượng tấn công gồm 6 tàu sân bay hạm đội cùng một số tàu hộ tống và tàu chở dầu tiếp nhiên liệu dưới quyền chỉ huy của Phó Đô đốc Chuichi Nagumo đã lên đường rời miền Bắc Nhật Bản đi đến một địa điểm ở phía tây bắc Hawaii, dự định sẽ tung số máy bay trên đó để tấn công vào Trân Châu Cảng. Trong khi đó, về phía Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 11, vài giờ sau khi lực lượng đặc nhiệm Z của Nhật Bản rời khỏi vịnh Hitokapu, Trung tá Winfred Holmes, người chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các chiến hạm Nhật, đã mật báo về phòng tình báo Hải quân Trân Châu Cảng rằng 6 tàu sân bay Nhật hoàn toàn bị mất dấu vết và không có tin tức gì. Mặc dù thông tin đến tai đô đốc Kimmel, nhưng ông vẫn không có biện pháp nào để đề phòng các tàu sân bay mất tích này. Để bảo đảm bí mật đó, đoàn tàu của Nhật được lệnh đánh chìm mọi tàu bè của các nước trung lập mà nó gặp. Nếu gặp tàu Mỹ trước ngày 6 tháng 12 thì hủy bỏ cuộc hành quân quay trở về. Trong ngày 6 thì tùy theo tình hình mà có quyết định thích hợp, còn trong ngày 7 thì tấn công tiêu diệt trong bất cứ tình huống nào. Nhật đã khá suôn sẻ trong suốt hành trình hơn 10 ngày. Hạm đội hàng không không gặp bất cứ một tàu bè nào khác trên đường đi. Trong khi đó, mỗi ngày nó đều nhận được những tin tức tình báo về tình hình Trân Châu Cảng và những chỉ thị cần thiết của tư lệnh chiến dịch do đô đốc Isoroku Yamamoto phát đi từ hạm đội liên hợp đang thả neo trong vịnh Hashirajima thuộc biển nội hải của Nhật Bản. Những tin tình báo ấy do Tòa Tổng lãnh sự Nhật ở Honolulu điện về cho đô đốc Yamamoto theo những giờ quy định. Khi mọi thứ đã nằm trong toan tính từ phía Nhật, cuộc giao chiến sẵn sàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, sóng biển vỗ mạnh, tàu nghiêng hơn 12 độ. Thông thường nếu tàu nghiêng hơn 5 độ, máy bay không được cất cánh. Nhưng hôm nay quy định này đã bị bỏ qua. Đúng 6 giờ, tham mưu trưởng lực lượng đặc nhiệm là Phó Đô đốc Kusaka hạ lệnh kéo lên lá cờ có chữ Z trên tàu sân bay Akagi để làm hiệu lệnh chiến đấu. Tư lệnh hành quân Trung tá Mitsuo Fuchida mặc áo sơ mi đỏ, quấn ngang đầu một tấm băng trắng để biểu thị tinh thần quyết tử của truyền thống võ sĩ đạo, bước vào buồng lái chiếc máy bay ném bom cùng với viên phi công và hiệu thính viên của mình. Trên đường băng của 6 tàu sân bay, các máy bay của đợt tiến công đầu tiên đã sẵn sàng cất cánh. Đợt tấn công thứ nhất này sẽ gồm 183 máy bay được phóng lên ở phía bắc Oahu do đại tá Mitsuo Fuchida chỉ huy. Sáng Chủ nhật vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, từ độ cao 3.500m, đoàn máy bay Nhật Bản bay giữa một biển mây dày đặc tưởng chừng như vô tận, khiến người dân và các binh lính vô cùng kinh ngạc.
Đúng theo kế hoạch, Fuchida cho toàn phi đoàn lượn theo bờ biển phía tây bắc đảo để tiếp cận mục tiêu. Qua ống nhòm, toàn cảnh Trân Châu Cảng đã hiện ra dưới mắt Fuchida với đầy đủ 8 thiết giáp hạm xếp hàng thẳng tắp. Chiếc Oklahoma đứng cạnh Maryland, sau đó là chiếc West Virginia bên chiếc Tennessee, tiếp đến là chiếc Arizona đứng cạnh chiếc tàu công xưởng mang tên Vestal. Chiếc Nevada đứng cuối hàng, còn chiếc California dẫn đầu đứng trách hàng một chút. Cách một quãng về phía trước là kỳ hạm của hạm đội, chiếc Pennsylvania có 2 khu trục hạm hộ tống. Ngoài ra còn nhiều tuần dương hạm và khu trục hạm khác nhau nhưng không có tàu sân bay nào. Cả một hạm đội lớn chưa từng thấy đã gây cho các phi công Nhật Bản một ấn tượng rất mạnh. Đúng 7 giờ 50 phút, đợt tấn công thứ nhất với trái bom đầu tiên đã rơi xuống Trân Châu Cảng. Thủy thủ trên những con tàu chiến Hoa Kỳ tỉnh giấc do tiếng báo động, bom nổ và tiếng súng, buộc những con người còn đang ngái ngủ vội vã lao đến các vị trí trực chiến. Các kho đạn còn đang bị khóa lại, máy bay đậu sát cánh lại với nhau ngoài bãi đậu để ngăn ngừa phá hoại, các khẩu pháo không có người. Bức điện nổi tiếng tạm dịch nội dung là Trân Châu Cảng bị không kích, được gửi từ Sở Chỉ huy Không đoàn Thám sát 2, là vị chỉ huy cao cấp đầu tiên tại Hawaii trả lời. Hai quả ngư lôi đầu tiên đã đánh trúng thiết giáp hạm Oklahoma. 2 giây sau, thêm 2 quả nữa đập mạnh vào sườn tàu và nổ tung. Tàu không bị chìm ngay, nhưng nước vẫn vào. Vài phút sau, nó lại nhận thêm một chùm bom nữa. Loạt ngư lôi tiếp theo đánh trúng chiếc USS Utah, vốn là một thiết giáp hạm đã 33 năm đi biển, nay được tháo bỏ mọi vũ khí để trở thành bia đỡ đạn. Tiếp đó, các thiết giáp hạm West Virginia và California bắt đầu bị trúng ngư lôi. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những chiếc tàu bị ngư lôi đánh trúng. Người Mỹ cho rằng độ sâu của vịnh biển chỉ 10 mét, không thể phóng ngư lôi được, cho nên họ chỉ đề phòng máy bay ném bom và tàu ngầm mà không thả lưới ngăn ngư lôi quanh các chiến hạm. Họ đã phải trả giá trước phát minh mới của người Nhật về cách dùng ngư lôi ở vùng biển nông, cho máy bay bay sát mặt biển với tốc độ chậm để phóng ra những quả ngư lôi lướt trên mặt nước với tốc độ cũng rất chậm, chỉ khoảng 55 đến 75 km trên 1 giờ. 8 phút sau khi bị quả ngư lôi đầu tiên đánh trúng, thiết giáp hạm Oklahoma đã bị lật nhào. Hơn 400 sĩ quan và thủy thủ mắc kẹt bên trong chết chìm cùng với tàu. Tiếp theo đó, thêm một loạt bom và ngư lôi đánh trúng chiếc California khiến nó bốc cháy dữ dội và chìm tại chỗ chỉ còn nhô lên mấy cột buồm trên khỏi mặt nước. Mặc dù sau đó Hoa Kỳ có chút phản kháng từ mặt đất, nhưng do quá bất ngờ cho nên hỏa lực phản pháo quá yếu ớt. Chiếc Arizona bị ngư lôi đánh hụt, nhưng các máy bay ném bom đã ném trúng nó 5 trái bom cùng một lúc. Một trong 5 trái bom chui vào ống khói xuống bên dưới nổ ngay ở hầm chứa đạn. Chiếc tàu phát nổ long trời lở đất với một cột khói và lửa cao 300 mét rồi gãy làm đôi trong 9 phút. Cả hai phần tàu trú xuống biển rồi từ từ chìm dần, là 1.102 người chết theo tàu. 8 giờ 50 phút, các máy bay của đợt tấn công thứ hai đã tiếp cận với đảo Oahu theo hướng ngược với đợt 1, vòng qua bờ đông của đảo để tiến tới mục tiêu. Với sự yểm trợ của 36 chiến đấu cơ, 54 máy bay ném bom độ cao hướng tới các sân bay và 78 máy bay ném bom bổ nhào, do Trung tá Takashike Egusa chỉ huy ập đến Trân Châu Cảng. 8 giờ 55 phút, Shimazaki hạ lệnh tấn công, nhưng khói lửa bịt mù và hỏa lực phòng không cực mạnh đã làm cho các phi công mới nhập cuộc khó có thể ném bom chính xác. Fuchida ra lệnh cho các máy bay đợt 1 quay trở về, còn mình thì nhập vào đợt 2, lập tức bắt liên lạc với Shimazaki để chỉ dẫn và giao nhiệm vụ cho các phi công mới tới. Các máy bay ném bom bổ nhà của Egusa đã nhanh chóng xác định được mục tiêu của mình, đánh tiếp vào các thiết giáp hạm còn lại và tấn công các tuần dương hạm, khu trục hạm. Từ trên không nhìn qua màn khói, các phi công Nhật vẫn thấy rõ chiếc Nevada đang di chuyển. Khi thiết giáp hạm đã tiến vào luồng lạch, máy bay Nhật đã dồn dập tấn công nhằm đánh chìm nó để bịt kín lối ra vào Trân Châu Cảng. Tuy vậy, chiếc Nevada vẫn ngoan cường bắn trả mãnh liệt và tiếp tục tiến lên. Nhưng đến 9 giờ 10 phút thì tàu bị mắc cạn ngay gần lối ra vào cảng. Trong suốt trận đánh, trên chiếc Nevada có 50 người tử trận và hơn 100 người khác bị thương. Nhưng các thủy binh dũng cảm đã giữ cho con tàu của mình không bị đánh chìm. Thiết giáp hạm USS West Virginia trúng phải 7 quả ngư lôi, trong đó quả thứ 7 xé rách bánh lái của nó. Trong giây lát, chiếc West Virginia bốc cháy và chìm xuống biển. Thiết giáp hạm USS Oklahoma trúng phải 4 quả ngư lôi, 2 quả cuối cùng chạm đích phía trên đai giáp bảo vệ làm cho nó bị lật úp. Chiếc giáp hạm USS Maryland trúng phải 2 quả đạn 40cm được cải biến, nhưng may mắn không bị hư hại quá nghiêm trọng. Mặc dù quân Nhật tập trung vào các tàu chiến lớn quan trọng nhất, họ cũng không bỏ qua các mục tiêu khác.
tàu tuần dương hạng nhẹ USS Helena bị trúng ngư lôi và sự rung chuyển của vụ nổ đã làm lật úp chiếc tàu thả mìn USS Oklala kế cận. Hai tàu khu trục đang nằm trong vụ tàu bị phá hủy khi bom xuyên trúng bồn chứa nhiên liệu của chúng. Nhiên liệu bị rò rỉ đã bắt lửa và nỗ lực dập lửa bằng cách làm ngập ụ tàu đã khiến dầu đang bốc cháy dâng cao thiêu rụi con tàu. Tàu tuần dương hạng nhẹ USS Raleigh bị thủng một lỗ bởi ngư lôi. Tàu tuần dương hạng nhẹ USS Honolulu bị hư hại nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Tàu khu trục USS Carson bị lật úp, còn tàu khu trục USS Downs bị hư hỏng nặng. Chiếc tàu sửa chữa USS Vestal neo đậu bên cạnh chiếc Arizona cũng bị hư hỏng nặng và mắc cạn. Tàu chở thủy phi cơ USS Curtis cũng bị hư hại. Còn tàu khu trục USS Shaw bị hư hỏng đáng kể khi hai quả bom xuyên trúng hầm đạn phía trước. Nếu như hải quân chỉ lo đối phó với tàu ngầm, thì lục quân và không quân trên đảo không hề chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công bằng không quân. Theo lệnh tướng Short, máy bay trên các sân bay đều được xếp thành từng tốp cánh sát cánh và thẳng hàng với nhau trên những bãi đậu hoàn toàn trống trải. Bố trí như vậy là để chống phá hoại máy bay, nhưng lại tạo điều kiện lý tưởng để không quân địch tiêu diệt chúng. Loạt bom đầu tiên đã rơi xuống sân bay Wheeler, căn cứ chính của các chiến đấu cơ. Các sĩ quan không quân Hoa Kỳ đang ngủ trong một doanh trại gần sân bay choàng tỉnh dậy. Có người tưởng là động đất, có người khác cho rằng máy bay của hải quân diễn tập. Nhưng khi chạy ra ngoài thì họ đã hiểu, các máy bay Nhật nối tiếp nhau bổ nhào xuống ném bom sân bay. Chỉ trong ít phút đầu, lần lượt các căn cứ không quân của lục quân là Wheeler, Hickam, Bellows cũng như các căn cứ không quân của hải quân ở Kaneohe, đảo Ford và sân bay Ewar đều bị tàn phá khủng khiếp. Không một máy bay nào của hải quân Mỹ có thể cất cánh vì hầu hết đã bị phá hủy. Các thủy phi cơ đã chìm hoặc cháy ngay trong kho để máy bay. Trên tất cả các sân bay của lục quân Mỹ cũng chỉ có 10 máy bay cất cánh. Trong trận không chiến không cân sức trên bầu trời Oahu lúc đó, các máy bay này đã hạ được 11 máy bay Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng hai trung úy George Welch và Kenneth Taylor đã bắn rơi 7 chiếc và trở thành các anh hùng không quân đầu tiên của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh này. Đúng 9 giờ 45 phút, Michio Fuchida ra lệnh cho tất cả các máy bay Nhật quay tụ về mũi đất Kena để quay về hạm đội, kết thúc cuộc tấn công. Tiếng đạn bom im bặt, nhưng trên bầu trời Oahu vẫn còn một máy bay Nhật bay lượn thêm nửa giờ nữa. Đó là máy bay của tư lệnh hành quân Fuchida đang xác định lại lần cuối cùng kết quả của trận đánh. Thực tế, trên bầu trời lúc đó không hề có một máy bay Hoa Kỳ nào, điều đó đã cho thấy được kết quả của cuộc chiến. Đô đốc Chuichi Nagumo khi đó dẫn đầu một nhóm thảo luận xem một cuộc tấn công nữa có khả thi hay không. Nhiều chỉ huy không quân và các phi công ủng hộ tấn công tiếp, tin rằng các kho nhiên liệu, các trạm sửa chữa và các cơ sở hậu cần của Mỹ vào thời điểm đó rất dễ tấn công. Là một chỉ huy thận trọng, Nagumo đã quyết định không tấn công thêm nữa, bởi các máy bay Nhật cần phải được quay trở về tàu sân bay để nạp thêm đạn dược, nhiên liệu vào thời điểm mà vị trí của các tàu sân bay, tàu ngầm của Mỹ vẫn chưa được rõ. Cuộc tấn công bất ngờ này đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm của Hoa Kỳ, 2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục, 1 tàu thả mìn và 1 tàu kéo, phá hủy 188 máy bay, làm hư hỏng gần 160 chiếc khác và gây tổn thất về nhân mạng với khoảng 2.400 người tử trận và gần 1.300 người khác bị thương. Các trạm phát điện, xưởng tàu, xưởng sửa chữa và các kho chứa nhiên liệu và ngư lôi cùng với các bến tàu dành cho các tàu ngầm và tòa nhà sở chỉ huy đã không bị đánh trúng, chỉ bị thiệt hại nhỏ so với số thiệt hại về tàu kể trên. Nhật Bản thiệt hại ít hơn khi chỉ mất 5 tàu ngầm, 29 máy bay và 74 chiếc khác bị hư hỏng nhưng vẫn có thể hạ cánh an toàn trên tàu sân bay. Bên cạnh đó, họ cũng chịu tổn thất với 64 người thương vong và một thủy thủ bị bắt. Trong khi đạt được các mục tiêu đặt ra, cuộc tấn công lại tỏ ra hoàn toàn không cần thiết. Điều mà đô đốc Isoroku Yamamoto chưa bao giờ ngờ đến đó là Hải quân Hoa Kỳ ngay từ năm 1935 đã từ bỏ ý định xung phong băng qua suốt Thái Bình Dương đến tận Philippines để mở đầu cuộc chiến tranh. Thay vào đó, Hoa Kỳ chấp thuận kế hoạch đó vào năm 1940, nhấn mạnh đến việc giữ cho Hải quân Đế quốc Nhật Bản bên ngoài khu vực Đông Thái Bình Dương và cách xa con đường biển vận chuyển đến Úc, trong khi Hoa Kỳ tập trung vào việc đánh bại Đức Quốc xã. Đô đốc Hara Tadaichi đã tóm lược kết quả của tấn công về phía Nhật Bản bằng một câu nói xúc tích.
chúng ta thắng một chiến thắng chiến thuật vĩ đại tại Trân Châu Cảng và do đó đã thua cả cuộc chiến. Bên cạnh đó, những nhà chuyên môn cũng nghi vấn nhiều bí ẩn xung quanh cuộc giao chiến này. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là vì sao các căn cứ của Mỹ không được cảnh báo? Rất nhiều phân tích được đưa ra, nhưng có hai giả thuyết được cho là đáng nói nhất. Giả thuyết thứ nhất là việc quân đội Mỹ bị mù thông tin trong tình báo về lực lượng Nhật. Kế hoạch tấn công vào Trân Châu Cảng gồm sự tham gia của hàng trăm máy bay xuất phát từ nhiều tàu sân bay rồi hợp thành một đàn ong tấn công. Đó là kỹ năng mà Mỹ không hề biết quân đội Nhật Bản đã và đang sở hữu. Hải quân Mỹ không có chút ý niệm nào về khả năng chiến đấu của các tàu sân bay Nhật và vì vậy không thể đánh giá chính xác các mục tiêu hoạt động của đối phương. Người Mỹ thậm chí khóa chết các kho đạn dược chống máy bay để cho an toàn thay vì phân phát nó cho các điểm bắn. Giả thuyết thứ hai nằm trong thuyết âm mưu. Nó ám chỉ rằng Tổng thống Franklin Roosevelt cho phép Trân Châu Cảng bị tấn công để Mỹ có cớ tham gia vào Thế chiến II. Bên cạnh đó, nhiều nhà chuyên môn cũng đặt ra thắc mắc rằng với điều kiện tốt như vậy, tại sao lại không tiếp tục đợt triển khai cuối cùng để tận diệt khi mà những địa điểm chủ chốt của Trân Châu Cảng đang ít khả năng phòng thủ như thế? Việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Trân Châu Cảng có thể đã buộc Mỹ phải rút lực lượng hải quân của mình về bờ biển Tây nước Mỹ. Trong suốt nhiều thập niên, một số nhà lịch sử cho rằng Nagumo đã đánh mất cơ hội có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Tuy nhiên, trong cuốn sách Inferno, Mark Hastings đã chỉ ra rằng một cuộc tấn công tiếp là không khả thi. Ông cho rằng ngày mùa đông ngắn nên không thể xuất kích hay thu hồi một đợt máy bay lớn nữa, hoặc cũng có khả năng lượng bom của quân Nhật quá nhỏ để nhấn chìm được các căn cứ trọng điểm, trạm sửa chữa của Trân Châu Cảng. Và cũng có một giả thuyết được đặt ra, thế giới sẽ khác như thế nào nếu quân Mỹ được cảnh báo sớm vào sáng ngày Chủ nhật kinh hoàng đó? Rốt cuộc chỉ mất có vài giờ vào buổi sáng sớm có thể thay đổi cục diện của một trận chiến. Máy bay chiến đấu của Mỹ có thể đã ở trên bầu trời và pháo phòng không đã sẵn sàng. Họ có thể đã bắn hạ hàng loạt máy bay Nhật khi chúng tiến tới. Nhưng sự thực ngày nay là Nhật, dù chiến thắng tại Trân Châu Cảng lại bị bại trận trong Thế chiến II. Kết cục có thể sẽ rất khó đoán. Một chiến thắng về phía quân Mỹ có thể đã rút ngắn được chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng một thất bại nghiêm trọng khi giao chiến trên biển của quân Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn trận Trân Châu Cảng rất nhiều. Grimsley nhận định, hầu hết các tàu bị phá hủy hoặc bị chìm tại Trân Châu Cảng cuối cùng đã được sửa chữa và hoạt động trở lại. Trong khi đó, tàu chiến bị mất ở Trung Thái Bình Dương chắc chắn sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới hàng ngàn mét dưới biển. Cuộc tấn công này là một sự kiện lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bản chất bất ngờ của nó là nhân tố khiến cho công chúng Hoa Kỳ thay đổi quan điểm từ những người theo chủ nghĩa biệt lập khi ủng hộ việc Hoa Kỳ tham chiến. Nhật Bản đã không đưa ra một lời tuyên chiến chính thức nào trước khi thình lình tấn công Trân Châu Cảng, trong khi hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán hòa bình. Vì thế, cuộc tấn công bất ngờ này bị dư luận quốc tế xem là đánh lén và Tổng thống Franklin Roosevelt tuyên bố rằng ngày 7 tháng 12 năm 1941 là một ngày của sự ô nhục. Vào 12 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12, sau khi nói rõ thiện chí hòa bình và sự cháo trở của Nhật Bản trong các cuộc hội đàm và trong hành động thực tế để dẫn đến chiến tranh, Tổng thống Roosevelt tuyên bố: "Tôi yêu cầu lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản kể từ ngày Chủ nhật hôm qua." Tiếp theo Hoa Kỳ, Anh và các thuộc địa của Anh, chính phủ Hà Lan và một loạt các quốc gia Mỹ Latin cũng tuyên chiến với Nhật. Về phía phe trục, ngày 11 tháng 12, Đức Quốc xã và Ý cũng tuyên chiến với Hoa Kỳ, lấy cớ là Hoa Kỳ đã phá vỡ sự trung lập. Theo đó, Romania, Hungary, Bulgaria và Slovakia cũng tuyên chiến với Hoa Kỳ. Việc Đức nhanh chóng tuyên chiến với Hoa Kỳ mà không bị thúc ép bởi bất kỳ cam kết nào với Nhật Bản đã lập tức khiến Hoa Kỳ can dự vào mặt trận châu Âu. Hơn 75 năm sau thời khắc kinh hoàng đó, Trân Châu Cảng vẫn hoạt động bình thường. Những con tàu chiến, những hàng không mẫu hạm vẫn ra vào cảng. Nhưng ở những vị trí các chiến hạm bị đánh chìm trước đây, người ta dựng lên những bia tưởng niệm là một tòa nhà bê tông. Phần trang trọng nhất trên đó đặt tấm bia cẩm thạch khổng lồ ghi danh 1.177 thủy thủ đã chìm theo con tàu xuống đáy vịnh. Giờ đây, quần đảo Hawaii đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến đây không chỉ với mục đích tham quan mà còn để tìm hiểu thêm một phần về lịch sử nước Mỹ. Không những thế, hàng ngày những người lính thủy ở Trân Châu Cảng vẫn làm lễ thượng cờ và hạ cờ trên đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona bởi họ tin rằng trong lòng xác chiến hạm này còn hàng ngàn quân nhân và con tàu vẫn đang hoạt động.
Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GSGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.